Ngày 19 tháng 2, ở nhà. Tặng một không gian cho người khác là cả một nhiệm vụ không dễ dàng chút nào. Nó đòi hỏi sự tập trung cao độ và hành động rõ ràng. Thật vậy, nơi ta thường có sự ganh đua và cạnh tranh, khao khát quyền lực và kết quả trước mắt, thiếu kiên nhẫn và dễ nản lòng. Thường thì những điều đó, và nhất là cộng với nỗi sợ đơn thuần, sẽ tạo nên những đòi hỏi mạnh mẽ và có xu hướng lấp đầy tất cả mọi chỗ trống trong đời sống chúng ta. Không gian trống rỗng thường tạo ra sợ hãi. Bao lâu tâm trí, trái tim và đôi tay ta bận rộn, bấy lâu ta sẽ tránh né đối mặt với những vấn nạn đau đớn. Đó là những vấn nạn mà ta chưa bao giờ chú ý nhiều và cũng không muốn chúng trồi lên. Khi nghĩ tới những nơi mà ta cảm thấy như ở nhà nhất, thì ta sẽ nhanh chóng thấy rằng đó lại là những nơi mà các vị khách của ta đã cho ta sự tự do quý báu để đến và đi theo các điều kiện riêng của ta và không giành lấy chúng ta cho nhu cầu riêng của họ. Chỉ trong một không gian trống rỗng thì sự tái tạo mới có thể xảy ra và sự sống mới sẽ được tìm thấy. Chủ nhà đích thực là người tạo ra không gian đó. Ở đó ta không cần phải sợ hãi. Ở đó ta có thể lắng nghe tiếng nói nội tâm của chính mình và tìm thấy cách thế riêng của ta để làm người. Nhưng để trở thành một chủ nhà như vậy, trước hết ta phải có mặt trong chính ngôi nhà của chúng ta.